Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, đêm ngày 21 tháng 10 vừa qua, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Chami, bão Chami. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc đến 16 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tầm bão mạnh cấp 8, 62 đến 75 km/h, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 4 m, cơ quan khí tượng nhận định khoảng ngày 25 tháng 10, bão có khả năng di chuyển vào biển Đông. Từ khoảng chiều và đêm ngày 24 tháng 10, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông, có gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng cao từ 3 đến 5 mét, mưa rông kèm theo lốc xoáy nguy hiểm. Hồi 16 giờ ngày 21 tháng 10, Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ vị Bắc, 131,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lưu Dông, Philippines, khoảng 1.300 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, 50-61 km trên một giờ, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão đến 16 giờ ngày 22 tháng 10. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ vị Bắc, 127,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 đến 75 km trên một giờ, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét. Dự báo khoảng ngày 25 tháng 10, bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông từ khoảng chiều và đêm 24 tháng 10, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông, có gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh, sóng cao từ 3 đến 5 mét, mưa rông kèm theo lốc xoáy nguy hiểm. Cùng với đó, các chuyên gia khí tượng cho biết, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, ở vịnh Bắc Bộ đang có gió đông bắc cấp 3, 4, dự báo khoảng chiều ngày 22 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, gió trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5. Trong đợt không khí lạnh này, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển mát, từ đêm 23 tháng 10, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19 đến 21 độ C, vùng núi 17 đến 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Ở Thanh Hóa, Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ C. Trên biển, từ đêm ngày 22 tháng 10, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Ở khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5 đến 4,5 mét. Chiều và đêm ngày 22 tháng 10, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, có mưa rào và rông rải rác từ đêm 22 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10. Ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Dự báo mùa đông năm nay sẽ có nhiều đợt rét đậm, rét hại xu hướng kéo dài. Theo dự báo, không khí lạnh và rét đậm rét hại có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12 năm 2024 và tháng 1 năm 2025, gây ra các đợt rét đậm rét hại kéo dài trong nhiều ngày. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tại hiện tượng Enso đang trong trạng thái trung tính nhưng nghiêng dần về pha lạnh thấp hơn trung bình nhiều năm là âm 0,3 độ C vào tuần đầu tháng 10, dự báo thời kỳ từ tháng 11 năm 2024 cho tới tháng 1 năm 2025. Enso có khả năng chuyển sang trạng thái là Nina với xác suất từ 60 đến 70%. Vào giai đoạn này, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, xét và gió giật mạnh. Các đợt mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong tháng 11 năm 2024, Mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kết thúc muộn hơn bình thường, khoảng cuối tháng 11 tại Tây Nguyên và Nam Bộ và cuối tháng 12 năm 2024 tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, không khí lạnh và rét đậm rét hại có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12 năm 2024 và tháng 1 năm 2025 gây ra các đợt rét đậm, rét hại cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc kèm theo hiện tượng sương muối băng giá trong thời gian này. Hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm. Từ nay đến cuối năm, bão áp thấp nhiệt đới gió mùa tây nam và cho mùa đông bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Hiện tượng mưa lớn, giông, lốc, xét, mưa đá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc. Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết các đợt rét đậm, rét hại có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá, có thể tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe của người dân. Dự báo tháng 11, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn. Tháng 12 năm 2024 và tháng 1 năm 2025, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức thấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ có tổng lượng mưa tháng 11 năm 2024 phổ biến thấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng một số nơi thuộc khu vực vùng núi thấp hơn từ 10 đến 20% so với trung bình nhiều năm, tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 35 mm, thấp hơn từ 5 đến 10 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cùng đó, các đợt mưa lớn sẽ xuất hiện tại Trung và Nam Trung Bộ trong tháng 11 năm 2024. Mùa mưa ở Trung Bộ Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kết thúc muộn hơn bình thường, khoảng cuối tháng 11 tại Tây Nguyên và Nam Bộ, cuối tháng 12 năm 2024 tại Trung và Nam Trung Bộ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa ở bắc bộ trong tháng 11 năm 2024 phổ biến sấp xỉ, một số nơi ở vùng núi thấp hơn 10 đến 20%. Tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025 phổ biến từ 10 đến 35 mm. Tại trung bộ tổng lượng mưa tháng 11 năm 2024 phổ biến cao hơn từ 10 đến 30%, trong đó bắc trung bộ sấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 12 năm 2024, tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ từ 15 đến 30 mm, các tỉnh Nam Nghệ An, Hà Tĩnh phổ biến từ 50 đến 100 mm, Quảng Bình, Quảng Trị từ 100 đến 200 mm, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa từ 250 đến 500 mm có nơi cao hơn, Ninh Thuận, Bình Thuận từ 30 đến 80 mm. Tháng 1 năm 2025, tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20 đến 50 mm, Hà Tĩnh có nơi trên 100 mm, Trung và Nam Trung Bộ từ 50 đến 150 mm. So với các năm trước, tổng lượng mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 11 năm 2024 cao hơn 5 đến 20%. Tháng 12, tổng lượng mưa tại Tây Nguyên phổ biến từ 30 đến 50 mm, một số nơi ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ từ 50 đến 80 mm có nơi cao hơn tháng 1 năm 2025, tổng lượng mưa ở Tây Nguyên phổ biến từ 10 đến 20 mm, trong đó Lâm Đồng có nơi trên 30 mm, Nam Bộ từ 15 đến 30 mm. Theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ trong 3 tháng cuối năm 2024, gió mùa Đông Bắc sẽ thay thế hoàn toàn gió mùa Tây Nam tại Nam Bộ. Do đó có thể nhận thấy rõ rệt sự chuyển mùa từ mùa mưa sang mùa khô tại khu vực này. Dự báo chi tiết từng tháng theo cơ quan khí tượng thủy văn, trong tháng 10, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần và sẽ có một vài đợt gió mùa Đông Bắc với xu hướng hoạt động mạnh dần cho đến cuối tháng, nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Trong thời gian này, khu vực Nam Bộ sẽ có mưa nhiều trong khoảng 20 ngày đầu. Những ngày cuối tháng thì mưa giảm dần cả về diện và lượng. Tháng 11 và tháng 12 là thời kỳ gió mùa đông bắc hoạt động mạnh dần. Thời tiết mùa khô nhưng khả năng vẫn có những ngày có mưa trái mùa trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ nhỏ đến vừa. Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam có thể giảm xuống dưới 20 độ C trong nửa cuối tháng 12 năm nay. Từ nay cho đến hết năm, khả năng sẽ còn 1 đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, khả năng để bão ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hồ Chí Minh không cao, nhưng cũng sẽ là nguyên nhân gây mưa dông diện rộng kéo dài trong một vài ngày trên khu vực. Trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 12, không khí lạnh tăng cường liên tục xuống khu vực nhưng nhiệt độ trung bình vẫn có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi luôn tục cập nhật và gửi đến quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!